chiến lược quân đội Mỹ chuẩn bị cho một cuộc chiến với Trung Cộng. Theo nguồn tin từ Nikkei Asia, xung đột quân sự Mỹ-Trung là điều không ai mong đợi, nhưng các nhà hoạch định chính sách quân sự của cả hai nước không thể ngồi yên và cầu nguyện cho điều tốt nhất. Đô đốc James Stavridis là tư lệnh đồng minh tối cao thứ 16 của NATO, hiệu trưởng thứ 12 của trường luật và ngoại giao Fletcher thuộc Đại học Stubbs Ông đã dành nhiều thời gian trong sự nghiệp quân sự hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương và là tác giả của 2034, tiểu thuyết về thế chiến tiếp theo. Sau đây là bài viết của ông trên báo Nikkei Asia của Nhật Bản. Tài liệu The Longer Telegram của Hội đồng Đại Tây Dương đưa ra một kế hoạch chi tiết cho chiến lược của Hoa Kỳ để đối phó với Trung Cộng cung cấp những manh mối quan trọng về một đợt bố trí mới của các lực lượng mỹ ở khu vực đông á lằn ranh đỏ của hoa kỳ liệu chính quyền tổng thống joe biden có hoàn toàn nắm bắt thông tin của báo cáo hay không lập trường hiếu chiến vẫn được nhìn thấy và còn phải chờ xem nhưng nhiều yếu tố của nó đang được cân nhắc nghiêm túc chắc chắn là nhóm mới tại hội đồng an ninh quốc gia do lãnh đạo châu á kurt campbell cùng nhiều thành viên am hiểu về châu Á sẽ xem xét nhiều lựa chọn khác nhau cho thành phần quân sự của một thế trận chiến lược với tất cả các kết quả quan sát phân tích mới. Một trong những yếu tố quan trọng trong thành phần quân sự chính là lằn ranh đỏ mà Hoa Kỳ sẽ đáp trả về mặt quân sự bao gồm Thứ nhất là Trung Cộng hay là Triều Tiên có bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc là sinh học chống lại Mỹ hoặc là các đồng minh của họ. Thứ hai là bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Trung Cộng nhằm vào Đài Loan hoặc là các đảo ngoài khơi của Đài Loan, bao gồm cả một cuộc phong tỏa kinh tế hoặc là cuộc tấn công mạng lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng và cơ sở công cộng của Đài Loan. Thứ ba là bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Cộng chống lại các lực lượng Nhật Bản nhằm bảo vệ chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkanku mà Trung Cộng tuyên bố là điếu ngư và vùng đặc quyền kinh tế chung quanh Nhật Bản ở biển Đông Hoa. Thứ tư, bất kỳ hành động thù nghịch lớn nào của Trung Cộng ở Biển Đông nhằm tiếp tục khai phá và quân sự hóa các đảo, hoặc là dùng vũ lực với các quốc gia có tranh chấp chủ quyền, hoặc ngăn chặn hoạt động tự do hàng hải của Mỹ và các đồng minh. Và cuối cùng, bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Cộng nhằm vào lãnh thổ chủ quyền hoặc tài sản quân sự của các đồng minh theo hiệp ước của Hoa Kỳ. Chiến lược của Hoa Kỳ Tại trụ sở chính ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, các nhóm chiến lược, hoạt động và chiến thuật đang cùng nhau đưa ra các phương pháp tiếp cận mới để phát triển lực lượng Hoa Kỳ. Các phương án mới này sẽ được gửi lại cho ngũ giác đài như một phần trong đánh giá xem xét lại thế trận quốc phòng do tân Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đảm trách. Điều gì đáng chú ý? Một sự lựa chọn và nâng cao vai trò của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ chủ yếu hoạt động trên biển và có thể di chuyển vào Biển Đông vào tận phạm vi các đảo nhân tạo của Trung Cộng dùng để phòng thủ. Lực lượng này lịch sử hoạt động lâu dài ở Thái Bình Dương từ sau Thế chiến thứ hai đến trước khi xảy ra sự kiện 11 tháng 9. Dưới sự lãnh đạo tài trí và năng động của tư lệnh thủy quân lục chiến Dave Berger, thủy quân lục chiến với đội hình binh sĩ lớn cùng chiến thuật dựa trên nền tảng trên bộ của các cuộc chiến tranh không hồi kết ở Trung Đông đã biến mất. Thay vào đó, trong bối cảnh chiến lược Mỹ-Trung, thủy quân lục chiến sẽ được bố trí nền tảng trên biển và có thể đi vào các vùng biển ở biển Đông, ngay bên trong các chuỗi đảo mà Trung Cộng dựa vào để phòng thủ. Một khi ở bên trong, họ sẽ sử dụng máy bay không người lái có vũ trang, khả năng tấn công mạng, lực lượng đặc biệt Marine Raiders, hỏa tiễn phòng không và thậm chí cả vũ khí tấn công tiêu diệt chiến hạm để tấn công vào lực lượng hàng hải Trung Cộng và có thể cả các căn cứ hoạt động trên đất liền của họ. Ví dụ các đảo nhân tạo được quân sự hóa của Trung Cộng ở Biển Đông sẽ là mục tiêu tốt nhất. Điều tất yếu đây sẽ là chiến tranh du kích từ trên biển. Ngoài cách tiếp cận chiến thuật và hoạt động trên biển mới, Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiến hành thực hiện các cuộc tuần tra tích cực hơn trên khắp các vùng biển ngoài khơi Trung Cộng. Nhưng khái niệm chiến lược thông minh này dần dần đưa các tàu chiến của đồng minh tham gia vào các hoạt động tự do hàng hải quyết đoán này. Điều này sẽ quốc tế hóa áp lực đối với các yêu sách của Trung Cộng ở Biển Đông. Đặc biệt là Ngũ Giác Đài đang hy vọng Anh, Pháp và các đồng minh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương khác sẽ tham gia nỗ lực này. Thật vậy, Bộ trưởng Quốc phòng NATO gần đây ở Brussels đã bàn bạc về vai trò của liên minh trong việc đối mặt với khả năng quân sự ngày càng tăng của Trung Cộng. Theo thời gian thì Mỹ sẽ thuyết phục Úc, New Zealand, Ấn Độ Nhật Bản, Đại Hàn, Singapore và Việt Nam cùng các quốc gia khác tham gia vào các hoạt động phát triển này. Thế trận chiến lược hàng hải tổng thể của Mỹ được dự đoán sẽ tạo ra một liên minh hàng hải toàn cầu để đối phó các lực lượng có năng lực cao của quân đội Trung Cộng. Ngoài các hoạt động trên biển thì không quân Mỹ có thể sẽ điều động các máy bay thả bom, máy bay chiến đấu tầm xa đến các căn cứ ở Thái Bình Dương hiện đang phân bố rộng khắp châu Á bao gồm một số địa điểm rất xa trên các hòn đảo nhỏ những hỗ trợ chính khác ở các căn cứ lớn hơn như ở guam nhật bản úc và đại hàn tư tưởng này sẽ làm tăng thêm khả năng cơ động cao cho sức mạnh chiến đấu tập trung hiện nay dựa vào sự tăng cường chiến đấu cơ máy bay tấn công được khai triển trong khu vực cuối cùng thì lục quân hoa kỳ sẽ tăng cường các sức mạnh chiến đấu và khả năng cơ động để khai triển các đơn vị theo hướng hỗ trợ các làng ranh đỏ dọc theo những tuyến đường được đề cập trong bức điện tính bao gồm tăng cường năng lực cho lực lượng đồn trú tại đại hàn và nhật bản bảo đảm khả năng khai triển dễ dàng tới các đảo nhỏ hơn trong khu vực cả lục quân và không quân cũng sẽ tham gia vào các cuộc huấn luyện và tập trận bổ sung với đài loan cùng với đó thì mỹ cũng sẽ tập trung vào lực lượng không gian mới được cho là thu thập thông tin tình báo và trinh sát đối với chiến trường này, cũng như đề cao các lựa chọn tấn công mạng được tăng cường từ Bộ Chỉ huy Không gian mạng Mỹ để phối hợp với cơ quan an ninh quốc gia. Tổng hợp lại thì rõ ràng là quân đội Mỹ đang tăng cường sự hiện diện và khả năng tác chiến ở Tây Thái Bình Dương, đồng thời đặt mình vào vị trí của một cuộc xung đột với Trung Cộng trong những thập niên tới. Ông Stavridis kết luận rằng báo cáo Longer Telegram cung cấp manh mối quan trọng về những lựa chọn của ngũ giác đài và tòa bạch ốc đang xem xét như là một phần chiến lược mới dự định để đối phó sự trỗi dậy của Trung Cộng. Hy vọng rằng các nhà ngoại giao khéo léo và nền kinh tế gắn bó với nhau của hai cường quốc sẽ ngăn chặn được chiến tranh bùng nổ, nhưng các nhà hoạch định quân sự Hoa Kỳ hiện đang bận rộn. Ông Stavridis bày tỏ.